Và đặc biệt là hai chiếc máy này đều chạy card đồ họa rồi, có thể đáp ứng cho các bạn nhu cầu học tập này, chơi game nè, giải trí thoải mái luôn. Và điều đặc biệt là sale tới giảm tới 500.000 và các bạn vẫn được tặng ba lô và chuột không dây. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nhân laptop Bạn Chọn Đời. Mình là Quyên. Và trong cái clip ngày hôm nay thì Quyên mang lại cho mọi người một cái chương trình sale cực lớn của bên nhân laptop Bạn Chọn Đời. Trước giờ thì mọi người chỉ có thấy Quyên review về sản phẩm thôi, về máy thôi. Nhưng mà tuần này thì Quyên sẽ quyết định làm sale hai chiếc laptop mà đang được gọi là best seller bên cửa hàng nhân laptop. Đây là hai chiếc máy mà ngày hôm nay Quyên sẽ giới thiệu sale. Thì các bạn có thể nhìn thấy là hai chiếc máy này khá tương đương nhau. Về cấu hình thì sẽ có chút khác nhau nè. Ngoài ra thì màn hình đều sở hữu là 14 inch. Trải nghiệm trên bàn phím của hai chiếc máy này là khá là ok. Và Quyên thấy là hai chiếc máy này đều trang bị đầy đủ các cổng kết nối cho mình, để mình hỗ trợ cho mình làm công việc văn phòng, hoặc là học tập, hoặc là giải trí. Ngoài ra thì những cái cổng kết nối này có thể giúp các bạn kết nối với các thiết bị bên ngoài một cách tốt hơn. Và đặc biệt là khá là mỏng nhẹ luôn. Nếu như mà bạn nào đã theo dõi kênh nhân laptop Bạn Chọn Đời rồi á, thì có thể dễ dàng nhận ra là chiếc laptop trước mặt Quyên đây là Dell 5447, đã được chị Thanh Nhàn là người review lại chiếc máy này rồi. Thì tin chắc là mọi người cũng đã biết về chiếc máy này. Còn chiếc máy bên đây thì là chiếc máy Dell Inspiron 5459 do Quyên review. Thì tất cả những chi tiết của hai chiếc máy này đã được review lại rồi. Thì ai mà chưa xem hoặc là chưa biết rõ thì có thể xem lại hai clip đó. Bây giờ thì Quyên sẽ nói sơ lại về cấu hình của hai chiếc máy này. Đối với laptop Dell Inspiron 14547, cấu hình là Core i7, chip là 4510U, RAM 4GB và ổ cứng SSD 128GB, các màn hình Intel HD Graphics Family và AMD Radeon R7M265, màn hình 14 inch và giá hiện tại là 7.800.000. Tuy nhiên là đang sale 500.000 thì giá chỉ còn lại là 7.300.000 thôi các bạn nhé. Còn đối với chiếc laptop Dell Inspiron 5459 cũng là Core i7, chip là 6500U, RAM 4GB, ổ cứng SSD 128GB, card đồ họa Intel HD Graphics 520 và AMD Radeon R5M335, cũng là màn hình 14 inch và giá là 9.300.000, giảm ngay 500.000. Thì các bạn có thể lựa chọn tùy theo hai chiếc máy này. Điểm chung của hai chiếc máy này là đều chạy card đồ họa rồi và có thể sử dụng văn phòng nè, chơi game cũng được nè. Đặc biệt là các tựa game hot hiện nay như là Liên Minh nè, Liên Quân nè, PUBG Mobile. Và đặc biệt là có thể làm đồ họa, những cái phần mềm đồ họa khá là nặng như là Revit nè, những phần mềm đồ họa xây dựng thì đều là có thể sử dụng được hết. Ngoài ra thì các bạn có thể render được cả video nữa. Quyên test thử hai chiếc loa cho mọi người xem nhé. Nhanh tay để lại cho Quyên thông tin cũng như là số điện thoại, hoặc là các bạn có thể add Zalo Quyên để Quyên có thể hỗ trợ cho các bạn mua máy một cách nhanh nhất. Hoặc là các bạn còn thắc mắc gì thêm thì có thể gọi điện cho Quyên, Quyên có thể giải đáp cho các bạn nhanh nhất nha. Hiện tại thì chương trình sale của nhân laptop và hành trọn đời chỉ kéo dài trong khoảng 2 tuần thôi. Thì ai đã thích hai chiếc máy này rồi thì nhanh tay liên hệ với Quyên hoặc là tới ngay địa chỉ của cửa hàng mình là 746 Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình để các bạn có thể xem trực tiếp hai chiếc máy này. Còn bây giờ thì Quyên xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong một cái video clip tiếp theo nhé. Xin chào.